Và thưa các bạn, trên BMW 7 thì mình luôn có một cái anh trợ lý ảo. Trước khi giới thiệu anh trợ lý ảo thì mình sẽ bật cái tính năng massage ở tại ghế lái tài xế, nhưng vẫn được đấm bóp nha các bạn. Vẫn đấm bóp một chút. Và anh trợ lý ảo sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Anh trợ lý ảo đây chính là 6 thao tác thần kỳ, và chiếc tay thần kỳ của mình đã xuất hiện. Đó, các bạn có thể thấy không? Tiếng. Và giảm như thế này. Đó, cực kỳ thông minh. Và tôi có thể điều chỉnh tới 6 thao tác. Cái vùng cảm biến nó nằm ở đây nha các bạn. Cái vùng cảm biến ở ngay đây. Và hai cái đèn nó sẽ xác định cái vị trí của chúng ta. Và đôi tay kỳ diệu của tôi có thể làm được điều gì với những cuộc gọi đến? Tôi có thể vẫy ngang như thế này để từ chối cuộc gọi. Rất thần kỳ đúng không ạ? Bàn tay ma thuật. Nhưng thực tế đã được trợ lý ảo của BMW hỗ trợ tôi. Mình có thể vừa lái xe. Vâng, xin mời anh Duy gọi lại đi ạ. Và nhận cuộc gọi như thế này. Đó. Các bạn nên nhớ rằng là nó có một cái vùng cảm biến ở đây. Những cái thao tác này mình đều phải tập. Và động tác thần kỳ, kỳ diệu thứ ba chính là sử dụng cái hệ thống camera 360. Mình sẽ bấm vào đây. Đó. Cho hiển thị lên. Và chúng ta có thể cũng sử dụng cái tính năng này. Xoay. Và đó là 6 cái thao tác kỳ diệu do người trợ lý ảo của Hùng vừa giúp Hùng. Thứ nhất là tăng, giảm volume này. Có thể là từ chối hoặc nhận cuộc gọi này. Và có thể điều chỉnh cái camera 360. Tương lai cái công nghệ này nó sẽ còn được cải tiến, nhận được nhiều cái thao tác hơn nữa. Và biết đâu nó thành một trợ lý ảo 4.0 cực kỳ thông minh.